Chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe bình an. Hôm nay Quỳnh Mai cho các bạn xem một loại con côn trùng, đó là cái con spider mite. Đó, cái con này nó đã phát sinh ra trong cái cây trồng trong nhà của Quỳnh Mai. Đó, các bạn nhìn thấy nó là một cái loài nhện rất là nhỏ, mắt thường không thấy được các bạn. Mình phải kê sát thì mình mới thấy được. Có khi mình phải dùng kính hiển vi soi thì mới thấy được. Nó là thuộc loại con nhện đỏ. Nó tàn phá cây cối của mình bằng cách ăn lá và hút nhựa. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ cho các bạn xem cái con spider mite như thế nào. Đó, cái con đó nó ở trong cái lá cây và nó làm cho cái lá cây cuốn lại như vậy đó các bạn. Thì bây giờ mình nói về cái đặc tính của con spider mite, tức là con nhện đỏ đó. Thì con nhện đỏ đó rất là nhỏ, mắt thường ít khi mình nhìn thấy được. Muốn nhìn thấy thì phải dùng kính lúp. Chúng phát triển mạnh lúc trời nắng ráo, từ tháng 4 cho tới tháng 8 hàng năm. Mặc dù thân hình nó yếu ớt nhưng mà phát triển rất là nhanh. Đặc điểm nó gây hại thì cái con nhện đỏ này gây hại cây bằng cách ăn cái bìa bì của lá, hút nhựa cây làm cho cây yếu đi và chết. Và chúng làm tổ giăng tơ giống như là những con nhện lớn vậy. Các bạn nhìn thấy nó rất là nhiều đung đơ và nằm ở trên những cái sợi tơ của nó. Rất là mỏng manh nhưng mà rất là nhiều, sinh sản rất là nhiều, cầu cả trăm con. Nó làm cho cái lá cuốn lại các bạn. Và nó nằm trong đó, nó làm ổ để hút nhựa của những cái lá cây mình trồng. Và nó thích nhất đóng ổ ở cây lá non các bạn, núp ở dưới mặt của lá cây và ở cái lá non, và nó cuộn lại thành cuộn làm tổ. Thì mình nếu mà mình coi bằng kính lúp thì mình thì sẽ thấy những cái con này nó nhỏ li ti và nó bò giống như con nhện nhện vậy. Và nó có nhả tơ ra để làm ổ và nó bu ở trên những cái sợi tơ mỏng manh của nó. Thì mình muốn biết cái cây nào có con nhện đỏ xuất hiện thì mình sẽ thấy những cái đọt non của cái bụi cây mình trồng tự nhiên quắn lá lại, xoắn lá lại, thì mình phải nghi ngờ là đã xuất hiện cái con nhện đỏ này. Rồi mình sẽ lại dập ra xem thì mình sẽ thấy chúng giăng tơ và phát triển rất là nhiều, tức là nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều, đóng thành ổ rất là nhiều con ở trong đó rồi đó các bạn. Nên mình phải thường xuyên kiểm soát cái cây của mình ở trên đọt non. Nếu mà mình không có kính lúp đó, thì mình có thể kiểm soát bằng cách, nếu mà mình thấy cái lá cây bị xoắn lại vậy, mình lấy tay mình vuốt ở trên mặt lá thì mình sẽ thấy có một lớp nước màu vàng, đó là tức là những xác chết của con spider mite, nó chết rồi nó tiết ra cái chất nước đó, đó các bạn. Bây giờ nói về cách phòng và chữa trị của cái con này thì có hai cách. Cách thứ nhất là mình đem cái cây của mình ra ngoài rồi mình dùng dòi nước mình phun cho thật mạnh vào trong cái lá cây để rửa cây.
Mục đích là để con nhện nhện nó sẽ dặn đi. Thì cái biện pháp này mình sẽ áp dụng vào ngày khô ráo và ở buổi sáng. Mình xịt nước đặng rửa những cái lá cây này cho sạch những cái con nhện đỏ đi. Và cái cách thứ hai là mình phải thường xuyên phun nước ở trên lá. Phun nước ở trên lá để cho cái con màng nhện của nó bị ướt. Rồi mình sẽ lấy khăn mình lau sạch đi mỗi lá. Rồi giờ để cách là phòng chống rồi tiêu diệt nó thì có cách là mình dùng xà bông rửa chén alcohol và một chút nước. Bây giờ mình Mai sẽ pha cái công thức đó cho các bạn Bây xem. giờ Quỳnh Mai bắt đầu pha chế cái nước để xịt lên cây nha các bạn. Thì Quỳnh Mai có một cái bình nước. Nước này là nước ở trong dồi. Rồi một bình rượu alcohol. Và một bình xà bông rửa chén. Thì cái bình nước này Quỳnh Mai sẽ đổ vào một chút alcohol. Mình canh chừng cỡ chừng một muỗng canh nha các bạn. Và một muỗng cà phê nước xà bông rửa chén. Rồi mình Mai sẽ đậy lại và lắc đều. Cho nước xà bông với lại rượu với lại nước hòa đều với nhau rồi thành một cái chất để xịt cái con Spider Mai, tức là con nhện đỏ đó các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ xịt vào trong cái ổ của nó, trên cái lá nè các bạn. Đó, cái ổ của nó. Đó, xịt mạnh vào. Thì các bạn nhìn thấy cái nước nó bám ở trên cái nhìn nhện của nó không? Đó. Rồi xịt mạnh vào. Hết cây luôn. Rồi mình sẽ lật ở phía dưới mặt lá lên, tại vì nó thường bám ở dưới mặt lá đó các bạn. Đó. Cái ổ nó là ở ngay cái chỗ mà cái lá non nó quấn lại thì mình xịt nhiều chút. Sau khi xịt nước xong rồi đợi một thời gian là khoảng 5 phút cho nó thấm vô trong cái lá và trong cái ổ của nó thì mình Mai dùng cái khăn lau lau lên từng lá các bạn. Thì cái con nhện đỏ này nó bị ướt, nó nằm ở trên cái lá và mình lau đi thì nó sẽ nằm ở trong cái khăn. Đó. Mình lau từng lá luôn. Và nhất là chú ý, các bạn chú ý là nó ưa ở cái chỗ cái cuống của cái lá đó nên mình lau cho nó sạch luôn. Và cái này, cái cuống lá mà bị cái con nó quấn lại, làm quấn lại đó thì mình cũng phải làm cho kỹ. Đó. Đây là phương pháp mà mình tiêu trừ cái con Spider-Man này hiệu quả nhất đó các bạn. Nghĩa là mình xịt nước pha xà bông rửa chén và alcohol xong rồi mình chờ chừng 5 phút cho nó ngấm vào trong cái lá rồi mình dùng khăn mình lau nó cho sạch.
từ trong cuốn lá mình lao ra ngoài, rồi mình sẽ dùng kéo để cắt tỉa những cái lá bị hư. Đó. Rồi mỗi ngày các bạn kiểm soát coi coi nó còn sót hay không, rồi các bạn làm thì từ từ nó sẽ hết. Sau một thời gian là 10 phút, 15 phút, Quỳnh Mai đã lau từng lá của cái cây này các bạn, lau sạch luôn. Các bạn nhìn thấy nè, bây giờ không còn cái con nhện đỏ bu nữa. Mình đã xịt cho nó dính lại rồi, lấy cái khăn lau sạch từng lá luôn. Các bạn nên nhớ là lau từ trong cái thân cuốn của nó, lau ra ra phía bên ngoài luôn, hai bên mặt lá. Đó. Vậy thì bây giờ cái cây này của Quỳnh Mai nó đã sạch sẽ rồi, nhưng mà mình phải đề phòng là còn sót lại một hai con. Thì Quỳnh Mai sau 3 ngày sẽ kiểm tra trở lại cái cây này xem coi nó có còn cái con nhện đỏ hay không. Rồi mình sẽ xịt và làm lại cho tới khi nào nó hết mà thôi. Và cái điều quan trọng nữa là Quỳnh Mai sẽ cho cái cây này nằm riêng chỗ khác để không có bị lây qua những cây khác các bạn. Nếu mà để cho cái con này nó xanh xôi nảy nở, nó bò qua những cái cây khác thành một cái vấn nạn luôn, tức là nó xanh xôi nó làm cho nguyên cái vườn cây trong nhà của mình toàn là con nhện đỏ không, rồi nó sẽ phá hoại hút nhựa của cái cây, làm cho cái cây mình bị chết các bạn. Cái con nhện này nó rất thích ăn hút nhựa của những cái lá non đó, lá non ở trên đọt các bạn nhìn thấy nó làm quéo lá luôn, rồi cái cây từ từ nó sẽ chết, và đặc biệt là nó xanh xôi rất là nhanh. Một hai con nếu mà mình không để ý thì nó sẽ ra cả bầy luôn đó các bạn, và nó giăng tơ cùng hết cái cây của mình. Lúc đó cái cây của mình nó sẽ kiệt quệ và nó chết. Thì bây giờ Mai sẽ cho cái cây này nằm riêng, không có gần cái cây nào hết, để mình kiểm soát từng ngày luôn, lật lá lên xem có còn không rồi mình sẽ xịt tiếp. Vậy video hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là cách diệt trừ và cách phát hiện và cách diệt trừ con nhện đỏ ở trong cái cây, những cái cây mình trồng trong nhà. Đó. Thì video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc các bạn Happy New Year năm 2021 được bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, tiền bạc vô như nước luôn. Ủng hộ Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ, like để Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.